Jonathan Galeon gửi lời cảnh báo đến cư dân mạng sẽ đến Việt Nam trong 5 ngày tới. Sau khi trở thành đề tài tấu hài của cư dân mạng, Jonathan Galeon được cho là đã có động thái mới trên trang cá nhân. Những ngày gần đây, tài khoản mang tên Jonathan Galeon với hình đại diện một người đàn ông mang khuôn mặt chó bỗng chốc nhận được sự quan tâm bất ngờ của cộng đồng mạng quốc tế và cả cư dân mạng Việt Nam. Jonathan Galeon là một tài khoản mạng xã hội có ảnh đại diện một người đàn ông mang khuôn mặt chó. Ảnh Twitter. Theo News ABC, với khuôn mặt gây ám ảnh, Jonathan Galeon đang kêu gọi giới trẻ tham gia vào thử thách tự gây hại cho chính mình, tương tự thử thách cá voi xanh năm 2016 và thử thách Momo năm 2018. Thử thách mà Jonathan Galeon dẫn dụ giới trẻ tham gia bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, thường đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của người chơi. Mức độ thử thách mang tính cực đoan tăng dần và thử thách cuối cùng là tự kết liễu bản thân. Jonathan Galeon được cho là đang kêu gọi giới trẻ tham gia vào thử thách tự hại cực kỳ nguy hiểm. Ảnh Twitter. Cũng chính vì điều này, Jonathan Galeon đang dần trở thành hiện tượng ám ảnh với cư dân mạng quốc tế. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam, tên này đã nhanh chóng trở thành trò đùa của cư dân mạng khi liên tục bị chế ảnh, gửi hàng loạt inbox vào tài khoản với nội dung trêu đùa. Jonathan Galeon bị biến thành trò đùa khi đặt chân đến Việt Nam. Ảnh Facebook. Bị yêu cầu giải xong bài toán này mới đủ trình độ hù dọa được cư dân mạng. Ảnh D. L. N. Ngay sau khi trở thành đề tài tấu hài của cư dân mạng, Galeon được cho là đã có động thái mới trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, tài khoản có tên Jonathan Galeon trên bất ngờ đăng tải thông tin sẽ có mặt tại Việt Nam trong 5 ngày tới, đúng theo yêu cầu của một số tài khoản đăng tải dòng thách thức trên trang cá nhân của hiện tượng này. Tài khoản có tên Jonathan Galeon khen netizen Việt Nam dũng cảm. Ảnh Facebook. Tài khoản có tên Jonathan Galeon trên bất ngờ đăng tải thông tin sẽ có mặt tại Việt Nam trong 5 ngày tới. Ảnh Facebook. Thậm chí còn đăng trạng thái cho biết đã và đang trên đường đến Việt Nam. Ảnh Facebook. Tuy nhiên, theo suy đoán của nhiều người, đây chỉ là một tài khoản giả mạo để câu tương tác, bởi sau khi Jonathan Galeon, một tài khoản Twitter có nguồn gốc từ Mexico, được quan tâm thì những tài khoản nhái đã mọc lên như nấm để câu tương tác, trong đó có không ít tài khoản của người Việt Nam. Cũng vì chính lẽ này, bên dưới bài đăng đã xuất hiện hàng trăm bình luận cợt nhã, trêu chọc đến từ cư dân mạng Việt Nam. Sau đó không lâu, trang cá nhân tự nhận là của Jonathan Galeon này đã xuất hiện bài đăng bằng tiếng Việt khá rành mạch với nội dung xin lỗi vì đã làm mọi chuyện đi quá xa. Nguyên văn tiếng Việt được đăng tải trên tài khoản được cho là của Jonathan Galeon. Ảnh Facebook. Nếu có phiền bạn hãy inbox riêng để tôi gỡ bài. Tôi chỉ cố tạo tiếng cười cho mọi người thôi. Lúc đầu tôi nghĩ chả ai follow, theo dõi. Nhưng sau một đêm ngủ dậy thì 6.000 like và hàng ngàn người chia sẽ nên càng đi xa. Tôi xin lỗi mọi người vì đã phí thời gian của các bạn. Nguyên văn tiếng Việt được đăng tải trên tài khoản được cho là của Jonathan Galeon. Thực tế, việc những các nhân vật, hiện tượng gây sốt mạng xã hội bị giả mạo Facebook, Instagram, YouTube để câu like từ lâu đã không còn là điều xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Do đó, mọi người nên có sự cân nhắc và kiểm tra các thông tin kỹ lưỡng, tránh việc bị lợi dụng vào các trò câu like. Mọi người nên có sự cân nhắc và kiểm tra các thông tin kỹ lưỡng, tránh việc bị lợi dụng vào các trò câu like như trường hợp Jonathan Galeon giả này. Ảnh Twitter. Song song đó, mọi người cũng nên cảnh giác và nói không với các thử thách tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không nên chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người lạ, không nhấp vào các đường link lạ và cần cài đặt các chế độ bảo mật tài khoản ở mức cao.